Trên kinh đó là ý nghĩa của biểu pháp Chúng ta ngày nay học Phật Không thể kế nhập Nguyên nhân là do đâu? Do phiền não tập khí quá nặng Ngàn ngữ thường nói Nghiệp chướng quá nặng Điều này là thật Không phải là giả cho nên học phật điều đầu tiên là phải tiêu nghiệp chướng tứ hoàng thệ nguyện là con đường tu hành chứng quả mà tất cả chư phật bồ tát đã đi Không thể vượt ra khỏi cái trình tự này Bạn xem câu đầu tiên Là dạy cho bạn phát nguyện Phát nguyện gì? Phát đại nguyện độ chúng sanh Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Nếu bạn quả nhiên có cái đại nguyện này Thì bạn có còn hại chúng sanh hay không? Bạn có còn chướng ngại chúng sanh hay không? không thể có chuyện này mỗi ngày chúng ta đọc bài kệ này đọc bốn câu kệ này tâm chúng ta chưa phát ra được đây chính là có nghiệp chướng cản trở tâm của bạn chưa phát ra được Cái tâm này thực sự phát ra được Thì bạn bắt đầu tu hành Nguyện này Sẽ dẫn dắt bạn tu hành Nguyện ở phía trước dẫn đường Tu hành phải bắt đầu từ chỗ nào Từ chỗ đoạn phiền não Phiền não vô tận thể nguyện đoạn Hay nói cách khác Bạn phải sửa khuyết điểm Phải sửa tập khí Chúng ta ngày nay Thực tại mà nói là quá khó sửa Tại vì sao lại khó như vậy Từ nhỏ chưa có học qua cho nên trong công việc này chúng ta không có cách nào so với cổ nhân các ngài đã học từ nhỏ học điều gì là học làm người họ đã tiếp nhận sự giáo dục chúng ta từ nhỏ đến nay không có người dạy chương trình tu học trong những năm gần đây ở cư sĩ lâm đã dạy cho các em nhỏ học đệ tử huy bắt đầu học từ đâu bắt đầu học từ đệ tử huy ngày xưa mọi người đều đã học qua cho nên Họ tu thập thiện không khó Trị giới cũng không khó Từ nhỏ họ đã biết giữ phép tắc Tư tưởng kiến giải thì thuần chánh Lời nói việc làm đều là hợp với quy củ vì từ nhỏ đã được dạy dỗ rồi cho nên khi tiếp xúc với phật pháp trong phật pháp nói đến giới luật thì họ chẳng có khó chút nào họ dễ dàng làm được chúng ta ngày nay khó ở chỗ nào khó là từ nhỏ chúng ta chưa có học qua hiện tại thì toàn thân đã có nhiều khuyết điểm khuyết điểm quan trọng nhất là tạo khẩu nghiệp trước đây lý lão sư đã dạy chúng tôi lý lão sư thường nói công đức đã tu tập của các bạn mỗi ngày đều từ nơi miệng mà chạy ra hết rồi phật pháp có nói đến chữ lậu chính là từ cái lỗ rất to này mà chạy ra thích phê bình người khác thích đối lỗi người khác đây thực sự gọi là hữu lậu hết thảy công đức bạn đã tu tập hoàn toàn chạy mất hết nói lỗi của người khác là lỗi lầm lớn nhất là lỗi lầm nghiêm trọng nhất bạn nghĩ xem vì sao từ bản thân của bạn mà nói là tâm của bạn không thanh tịnh chúng ta nói bồ đề tâm bạn không có tâm chân thành tâm của bạn là giả dối bạn không có tâm thanh tịnh tâm của bạn bị nhiễm ô bạn không có tâm bình đẳng tâm của bạn có cao thấp đều cho rằng là bản thân mình thì đúng người khác thì sai vậy là không có tâm bình đẳng không có chánh giác thì bạn ngu si bạn không có từ bi thì bạn sẽ tự tư tự lợi. Cho nên từ nơi khẩu nghiệp thì biết được bạn hoàn toàn là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn không tương ứng với Bồ đề tâm. Không tương ứng với Bồ đề tâm thì chính là không tương ứng với toàn bộ Phật pháp đại thừa. Với bất cứ pháp môn nào Trong Phật Pháp Đại Thừa Thì bạn cũng sẽ không thành tựu Theo Pháp Thế gian mà nói Cái miệng là cửa của họa và phước Thích phê bình người khác Có ý hay là vô ý Kết quán thù với người ta Đã kết quán thù rồi Thì không sớm thì muộn Bạn sẽ gặp sự báo thù nhân quả thông ba đời bạn thích phê bình người khác thì người khác cũng phê bình bạn quả báo là như vậy mà bạn làm sao mà tránh khỏi được chứ đây là từ bản thân của bạn đã phá hoại đức hạnh của chính bạn từ bản thân bạn đã phá hoại công phu tu hành của mình cho nên lão cư sĩ hạ liên cư có nói một câu trong tình ngữ tôi ấn tượng rất sâu sắc nghe nói các đồng tu tịnh tông chúng ta nếu như ba năm không nói chuyện thì đảm bảo sẽ khai ngộ câu nói này rất có lý Ba năm không nói chuyện thì khẩu nghiệp của bạn thanh tịnh Cho nên người thích tới lỗi người khác Thì công đức đều chảy ra hết Bạn không thể không biết Nếu như đối với thế gian này Đối với chúng sanh Đặc biệt là thời đại này hiện nay Bạn tạo nghiệp Đều là nghiệp địa ngục Vì sao vậy? Vì cái xã hội này hiện nay Các bạn biết được là Động loạn bất an Tương lai ở trong lịch sử Đây là thời đại thiên hạ động loạn sự đồng loạn này là do ai tạo ra? là do những người thích nói lỗi của người khác tạo ra. Mà mỗi ngày phê bình người khác, mỗi ngày nói người này không đúng, người kia không đúng. bạn đang ở đó gây sự bất hòa, bạn đang ở đó tạo nhiều điều mâu thuẫn, bạn đang ở đó gây ra điều đối lập. Bạn chính là người phá hoại sự an định của xã hội Phá hoại sự hòa bình của thế giới Bạn làm cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới Đều phải chịu khổ, chịu nạn Mỗi ngày bạn phê bình người này Bạn phê bình người kia Bạn đã tạo tội rồi Bạn nói người ta cũng đang phê bình Không sai Người ta cũng phê bình cho nên thế giới mới có ngày tận thế Đây là cộng nghiệp sở cảm nếu như bạn thật sự giác ngộ rồi Từ đây vì sao không phê bình người khác nữa Vậy là bạn đã tu đại công đức Vì sao vậy? Vì từ nói vì sao Ta không phá hoại sự an định của xã hội nữa Ta không phá hoại hòa bình của thế giới nữa Cái công đức này của bạn lớn biết bao Tuy nhiên người thế gian không ai khen ngợi bạn Vì sao vậy? Người thế gian không biết Tôi thì biết Nên tôi khen ngợi bạn Xin nói với bạn là chư Phật Bồ Tát biết Thiên Long Thiện Thần cũng biết Trước tiên tu từ khẩu nghiệp Kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu Là vì chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp Không nói lỗi người phật thực sự từ bi đến cực độ chẳng những miệng không nói chuyện không nên nói lỗi của người khác trong tâm cũng không nên ghi nhớ không thể có cái ý niệm này chúng ta phải nuôi dưỡng cho tâm thanh tịnh tâm của chúng ta phải giống như cái ly trà này cái ly trà này hy vọng chứa đựng cái thiện nhất Cái đẹp nhất của tất cả chúng sanh Thì tâm chúng ta mới thiện, mới đẹp Tuyệt đối không nên chứa đựng rác rưởi của tất cả chúng sanh Điều bất thiện nhất, điều hư nhất, điều dơ bẩn nhất, điều ác nhất Thì tâm của chúng ta trở thành tâm xấu xa Cái đạo lý này cũng dễ hiểu thời thời khắc khắc tự mình phải chú ý nhìn thấy tất cả những điều bất thiện thì tuyệt đối không để ở trong tâm tuyệt đối không nói ra tu hành là bắt đầu từ chỗ này con người vẫn có một mặt thiện con người dù có ác nhưng trong cuộc đời của họ cũng có những việc làm đáng được khen ngợi chúng ta học phật ở trên kinh phật dạy cho chúng ta tất cả chúng sanh đều có phật tánh cậu thánh tiên hiền thì dạy cho chúng ta tánh của con người vốn là thiện điều này chúng ta phải khẳng định Lúc ở Úc Châu Tôi cũng thường nói Trường đại học Queensland Có một vị giáo sư già Năm nay ông đã bảy mươi mấy tuổi rồi Ông đã nghỉ hưu Là vị giáo sư rất tốt Chúng ta hay gọi là giáo sư nổi tiếng Sau khi ông về hưu Nhà trường có tặng cho ông một bằng khen giáo sư danh dự ông không còn dạy học nữa ông được nhà trường khen tặng giáo sư danh dự cái địa vị thân phận này rất cao ông được nhà trường khẳng định có một hôm ông đến hỏi tôi tư pháp sư tình công ông Hitler cũng phải là người tốt phải không tôi gật đầu nói đúng bản tánh của ông ấy là thiện mà ông ấy có phật tánh ông ấy đã tạo nhiều tội ác đó là tập tánh không phải là bản tánh chúng ta phải hiểu được điều này vì ông ấy không gặp được người tốt để dạy cho ông cho nên những người làm công tác giáo dục nhất định phải khẳng định con người tánh vốn thiện sự thành tựu của giáo dục là phải giáo dục người bất thiện trở thành người thiện thì sự giáo dục của bạn đã thành công chuyển ác thành thiện chuyển mê thành ngộ bậc cao nhất là chuyển phàm thành thánh thì sự giáo dục của bạn đã thành công Tuyệt đối không thể nói người này bất thiện Người kia không có thiện căn Chúng ta khai trừ họ Như vậy thì sự giáo dục của bạn Đã hoàn toàn thất bại rồi Trong tăng đoàn của Thức Ca Ni Phật Chưa thấy qua hai chữ khai trừ này Phật luôn tận tâm để cảm hóa những vị đệ tử của Ngài những người không có thiện căn thì thời gian cảm hóa dài một chút những người có thiện căn sâu dày thì thời gian cảm hóa rất mau chỉ có mấy tháng hoặc một hai năm thì họ quay đầu trở lại rồi người có thiện căn kém một chút thì có khi phải cần đến vài năm mười mấy năm hai ba mươi năm thì mới chuyển trở lại Phật không bỏ họ trong cửa nhà phật không bỏ một ai đây gọi là giáo dục giáo dục nhất định phải bắt đầu làm từ nơi bản thân mình cho nên phật là cảm hóa nhiều người như vậy trong cuộc sống không dùng tâm ý thức trong công việc không dùng tâm ý thức xử sử đối nhân tiếp vật đều không dùng tâm ý thức thì trong đời này làm sao mà bạn không được thành tựu chứ lão cư sĩ hạ liên cư đã nói một câu ý nghĩa rất sâu chúng ta phải hiểu ý của ngài nếu như hiểu sai ý của ngài vậy là vẫn không thể thành tựu ngài nói ba năm không nói chuyện thì bảo đảm bạn sẽ khai ngộ ba năm có thể không nói chuyện nhưng vẫn còn suy nghĩ lung tung vậy thì cũng vô ích tôi bổ sung một câu đảm bảo bạn sẽ không khai ngộ nghe nói ba năm không nói chuyện là ba năm không dùng tâm ý thức thì đâu có đạo lý nào mà không khai ngộ cho nên bạn phải biết không nói chuyện không được khởi vọng tưởng khởi vọng tưởng là sai rồi chân thật thành tựu thanh tịnh bình đẳng giác cho chính mình Thanh tịnh bình đẳng giác là chân tâm. Trong kinh vô lượng tọa nói thanh tịnh bình đẳng giác là biệt danh của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là thanh tịnh bình đẳng giác.